Phối pháp các liệu đồng khối nha anh, hoa văn lập thể đây, hoa văn lập thể ha. Đó, hoa văn lập thể ha, chất liệu là đồng khối nha anh. Quẹt em thì khỏi chê, hàng Pháp là nhìn đã lắm, nhìn nó chất lắm, nhìn nó rất là chất. Cũ thì mình cứ lấy cà na mình lau lại thôi, chất liệu là đồng khối mà, nó 100 tuổi rồi cho nên nó được như vậy là đẹp rồi. Nó cứng góc hay là gì đó thì bình thường thôi nha anh, nó cứng nhẹ hay là gì đó là bình thường thôi, nó cứng là bình thường thôi ha, tại vì nó là hàng hàng xưa mà, nó đâu phải là hàng mới bây giờ đâu. Được như vậy là đẹp rồi.